Lesson 25 Financial Statement, bản báo cáo tài chính. Desire, động từ là khao khát. Ao ước, danh từ là sự khao khát, ao ước. Satisfy all his desire là đáp ứng tất cả mong ước. Sexual desire, ham muốn về tình dục. A strong desire, sự khao khát mãnh liệt. Detail, danh từ là chi tiết, động từ là làm chi tiết. Full or precise, details, các chi tiết chính xác đầy đủ. Forecast, danh từ là dự báo trước, động từ là dự đoán, dự báo, dự đoán, đồng nghĩa là predict. The weather forecast, dự báo thời tin. Economic forecast, dự báo kinh tế. Yield, động từ là mang lại, tạo ra, lợi nhuận, kết quả, sản lượng. Danh từ lợi nhuận, sản lượng. Yield high return, tạo ra lợi nhuận cao. Refruit, yield fruit, ra quả. Crop yield, sản lượng vụ mùa. Level, danh từ là cấp bậc, mức cấp bậc. Raise or reduce level là tăng giảm cấp bậc. Overall, tính từ và trạng từ là toàn bộ, toàn thể, chung. General là từ đồng nghĩa. The overall cost, tổng chi phí. The overall quality là chất lượng chung. The overall results, kết quả chung. Perspective là danh từ là góc nhìn, quan điểm, viễn cảnh. Đồng nghĩa là thought. The personal perspective là góc nhìn cá nhân. Project là động từ và danh từ là kế hoạch, dự án, đồng nghĩa là plan. A research project là dự án, nghiên cứu. A construction và or building là project, là dự án xây dựng. Realistic là tính từ là hiện thực, thực tế. Realistic idea là ý tưởng, thực tế. Realistic là expectation, là mong đợi, thực tế. Target, động từ là đặt mục tiêu, danh từ là mục tiêu, và đồng nghĩa là aim và purpose. A target market, thị trường mục tiêu. Achieve a target, đạt được mục tiêu. Translation, danh từ là bài dịch, sự dịch. Typical, trạng từ là tiêu biểu, điển hình. A typical example là ví dụ điển hình. A typical day, một ngày điển hình. Desire là động từ khao khát. Desire cũng là danh từ, là sự khao khát. Desirable là danh từ đáng khao khát. Detail là danh từ, là chi tiết. Detail là cũng là động từ, là chi tiết hóa. Detailed là làm được chi tiết, là tính từ. Project là danh từ, là dự án, cũng là động từ, là lên dự án. Projection là danh từ, là sự lên dự án. Còn penalize là động từ, là phạt. Penalty là danh từ, là khoản tiền phạt. Penal là danh từ, là trừng phạt hình sự. Động từ là realize là động từ nhận ra. Reality là danh từ, là thực tế. Realistic là tính từ, tính thực tế. Translate, động từ là dịch. Translation là danh từ, là sự dịch thuật. Translatable là trạng từ, là có thể dịch được. Type là động từ, là đánh máy. Typical là tính từ, điển hình, tiêu biểu. Typically là trạng từ, một cách tiêu biểu. Lesson 26, property or and departments, bất động sản và căn hộ. Adjacent là tính từ, là kế bên, liền kề, đồng nghĩa là next to. Adjacent buildings là các tòa nhà kế bên. Adjacent to the railway là gần đường ray. Collaboration danh từ, là sự cộng tác, hợp tác. Cooperation từ đồng nghĩa. Collaborate with somebody là cộng tác với ai đó. Concentrate là động từ, là tập trung, đồng nghĩa là focus. Concentrate on bằng cả focus on, tập trung vào. Conducive tính từ là có thuận lợi, có ích về mặt điều kiện, giúp cái gì dễ dàng xảy ra, mà đồng nghĩa với cả advantageous. The noise was hardly conducive to a good night's sleep. Tiếng ồn hầu như không có lợi cho một giấc ngủ ngon. Disruption là danh từ, là sự làm hỏng, sự gián đoạn. Interruption, the strike caused a serious disruption. Đình công gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng. Hamper động từ là cản. Hamper động từ là
cản trở, gây trở ngại bằng đồng nghĩa là prevent và refrain. Our efforts were severely hampered by a lack of money. Nỗ lực của chúng tôi bị cản trở nặng bởi sự thiếu tiền. Inconsiderately, trạng từ là thiếu thận trọng, thiếu suy nghĩ, đồng nghĩa là thoughtlessly. People often drive carelessly and inconsiderately. Lobby là danh từ là hành lang, sảnh chờ. As you enter the lobby, you see the elevators on your right. Move up là động từ là tiến lên, tăng lên. Đồng cụm từ là price, move up hand, move up and down depending on market conditions. Open to tính từ là dễ tiếp thu, dễ bị ảnh hưởng. Đồng nghĩa là receptive, dễ tiếp thu, dễ lĩnh hội. Bằng với cả vulnerable. Teachers need to be open to children ideas. The regulations are open to abuse by companies. Of động từ là chọn lựa, quyết định, và đồng nghĩa là choose or select. Many young people are opting to go on to college. Scrutiny, danh từ là sự xem xét, kiểm tra kỹ lưỡng. Bằng examine, careful, close scrutiny, sự kiểm tra kỹ lưỡng. Collaboration, động từ là sự hợp tác. Collaborate là động từ là hợp tác. Collaborative, danh từ là tính hợp tác. Concentrate là danh từ là tập trung. Concentration là danh từ là sự tập trung. Concentrated là tính từ là tập trung. Disrupt, danh từ là làm hỏng, gián đoạn. Disruption, danh từ là sự làm hỏng, gián đoạn. Disruptive, tính từ là gián đoạn, phá vỡ. Inconsiderate là động từ là thiếu cân nhắc. Inconsiderateness là danh từ là sự thiếu cân nhắc. Inconsiderately là danh từ là một cách thiếu cân nhắc. Op động từ là lựa chọn. Option là danh từ là lựa chọn. Optional là tính từ tự chọn, không bắt buộc. Translate động từ là dịch. Translation danh từ là sự dịch thuật. Translatable là trạng từ là có thể dịch được. Scrutinize động từ là kiểm tra kỹ càng. Scrutiny là tính từ kiểm tra kỹ lưỡng. Inscrutable là trạng từ khó dò ý, khó hiểu. Lesson 27, board meeting and committees, hội đồng ban quản trị và ủy ban. Adhere to là động từ là tuân thủ, đồng nghĩa là abide by và confirm to. Adhere to a rule là tuân thủ luật lệ. Adhere to law, tuân thủ pháp luật. Adhere to requirement, tuân thủ yêu cầu. Agenda là danh từ là chương trình nghị sự. Bring up động từ là đề cập, nêu ra. Bring up something to mention a subject or start to talk about it. Conclude động từ là kết thúc, kết luận, đồng nghĩa là finish or end. She can conclude the speech by reminding us of our responsibility. Cô đã kết thúc bài phát biểu bằng lời nhắc nhở chúng tôi trách nhiệm của mình. Go ahead động từ là tiến hành, bắt đầu làm gì. Danh từ là go ahead, sự cho phép làm gì. Đồng bằng cả proceed with. Goal danh từ là mục đích, mục tiêu. Bằng cả aim, purpose. Set a goal là thiết là mục tiêu. Analyze bằng and evaluate the goals, phân tích và đánh giá các mục tiêu. Lengthy tính từ là lâu, dài dòng. A lengthy speech là bài nói dài dòng. A lengthy discussion, cuộc thảo luận lâu dài. Matter danh từ là chủ đề, vấn đề. Bằng cả issue, đồng nghĩa issue. A personal matter, vấn đề cá nhân. Predict periodically là trạng từ là định kỳ, thường kỳ. The group try to meet periodically. Priority là danh từ là quyền, sự ưu tiên. Top priority là sự ưu tiên hàng đầu. Progress là danh từ là sự tiến triển, tiến bộ.
Waste là lãng phí, động từ, danh từ là sự lãng phí, đồ bỏ đi. Waste of money or time, lãng phí tiền hoặc thời gian. Toxic waste là rác thải độc hại. Adhere, động từ là tuân thủ. Adherence là danh từ là sự tuân thủ. Conclude là động từ là kết luận. Conclusion, danh từ là kết luận. Conclusion là kết luận. Conclusive là tính từ là kết luận xác định. Length là danh từ là chiều dài. Lengthy tính từ là dài dòng. Lengthen động từ là làm dài dòng. Period là danh từ là thời kỳ giai đoạn. Periodic là danh từ là thuộc thời kỳ giai đoạn. Periodically là trạng thường một cách định kỳ. Priority là danh từ là sự ưu tiên. Prioritize là dành ưu tiên là danh từ. Prior là tính từ trước. Progress là động từ tiến triển xúc tiến. Progress là danh từ là sự tiến triển. Progression danh từ là sự chuyển biến. Progressive tính từ tiến bộ tiến triển. That's all about my lesson. See you in my next video. Bye bye.